Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một video về cách cắm hoa ly nhé. Đây gọi là hoa ly tím các bạn ạ. Và để giữ hoa ly tím tươi lâu cho ngày Tết hoặc là bình thường, các bạn có thể để lâu mà nước hoa không bị thối, hoa tươi để được 15 ngày nhé. Các bạn nên chọn cho mình những cành hoa ly tươi đẹp như thế này nhé. Đây là 5 cành ly nhưng mà có rất nhiều loa các bạn nhé. Đây ạ. Như cành ly này là có 5 cái loa này. Đây là mỗi bông hoa người ta gọi là loa nhé. Đây, cành này thì mình xem là có 2, 4, 6, 8 loa. Cành này to nhất này, cao nhất xem nào. 2, 4, 6, 8, 9 cái loa cành này ạ. Và cành nào cũng nhiều loa các bạn ạ thì nó sẽ đẹp nhé. Khi mua hoa ly này thường đắt là ở cái loa ly nhé, càng nhiều loa thì lại càng đẹp, nhiều thì là hoa nó càng ấy. Mình hôm nay là 27 Tết nên là hoa ly mình mua nó như thế này. Đến ngày mai ấy, là những cái loa to này nó sẽ lở ra hết nhé. Thì mình sẽ để nó sẽ đẹp đến Tết mùng 1, mùng 2, mùng 3 ấy. Đấy, như cái này mai nó nở, cái này ngày kia nở, thì là cứ mỗi hôm nó sẽ ra một cái loa, nó sẽ nở dần dần nhé. Thì cái cành hoa ly này, 5 cành này mình cho vào một cái nọ, mình cắm như thế này ạ, thì nở rất nhiều đi nhá, và nó sẽ làm cho cái lọ này kín vào hoa luôn đấy ạ. Và để cho giữ được hoa tươi lâu thì các bạn chuẩn bị cho mình một cái bình thủy tinh này, mình cho nước này, miễn là cái bình nhá, để chúng ta có thể hoặc lọ để mình cắm hoa ly. Các bạn có thể dùng đường, hoa ly nó có đất ạ. Các bạn có thể dùng đường nhé để mình cho vào, mình nuôi hoa cho hoa nó tươi nâu và nó có chất dinh dưỡng thì nó có mới sợ nâu nhé. Và các bạn có thể dùng chanh cho mình thì mình chỉ cần dùng nửa quả chanh hoặc 2 thìa canh đường nhé. Là chúng ta có thể có được. Đây, với hai cách này đơn giản nhất nhé. Mà trong bếp nhà chúng ta lúc nào cũng có. Các bạn mà cho đường thì vào đây thì thôi chanh nhé. Và cho chanh thì thôi được. Mình cho vào đây 2 thìa canh đường nhé. Lá hoa ly nhé, thì các bạn nên chọn lá xanh mướt như thế này thì là hoa ly nó sống khỏe, nó không bị sâu bệnh thì hoa nó mới đẹp nhé. Còn nếu mà lá nó cứ vàng úa ấy, thì tức là hoa ly nó họ sâu bệnh hoặc họ chăm sóc không được tốt đấy, chất dinh dưỡng nó không đủ thì cây nó sẽ còi gộc đấy, với như một cái cành ly này của mình như thế này đấy, chín loa nhá, nó thân nó to thì nó sẽ có nhiều dinh dưỡng để nuôi hoa nhé. Và bây giờ mình sẽ tiến hành là cắt bớt cái phần gốc này đi. Cái phần gốc mà mình mua về mình cũng đã ngâm qua nước rồi ạ, để cho nó không bị khô quá. Và bây giờ mình sẽ cắt bỏ cái phần gốc này đi nhé, để mình cắm ạ. Đây ạ, mình sẽ dùng kéo hoặc dao nhé. Các bạn sẽ cắt vát cái phần chân hoa cho mình đi. Hoa này nó cứng, kéo này thì cũng không thể cắt nổi. Mình sẽ cắt vát cái phần hoa này nhé, để cho nó hút được nhiều nước, nó sẽ tươi nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ cắm cái cành hoa này. Tương tự với những cành khác mình cũng cắm như vậy nhé. Đây ạ, khi mua rễ nó vẫn còn như thế này. Với hai cành hoa mà đã như thế này rồi, với cành nữa.
Đây ạ, cái lụ này nó đang trúng chím nè, từ giờ đến sáng mai là nó sẽ lở ạ. Đấy, cái bộ hoa này nha. Mình lên nhà chị mình chơi cho nên là mình thấy chị mua hoa ấy thì mình quay nhé, chứ không phải là mình mua, nhưng mà đấy tươi đẹp. Bốn cành rồi, còn một cành nữa ạ. Đây các bạn, như thế này thì nó lại hơi ấy quá, hơi hơi vào nhau tẹo, mình sẽ cắt thêm một chút nữa cả những cành thưa hơn nhé. Chân nó phải bụng nó hơi lên liền nhau và ta tạo thành khối nó đẹp, nó đông, nếu không phải buộc tạm xuống dưới là mình lại nặng chậm nhé. Nó sẽ nặng đông đông thế cho nó tạo dáng, cái miệng nó rộng. Cho cái nó xem vào nhau nó mới khỏi cái trình tròn. Vâng. Để hơn tí. Từ từ giữ cái dây dài. Cái dây vẫn dài để chặt phát bớt chứ. Em thấy không có làm nó to nữa, sợ này. Cắt hơn rồi đấy, không bị chềnh chàng nữa, dễ hơn. Đấy các bạn, với 5 cành ly nhé, đã được nhiều hoa ly như thế này. Bây giờ mình sẽ bê ra bàn uống nước ấy. Chúng ta có thể ở bàn uống nước trong phòng khách để đẹp, rất đẹp ạ. Trong ngày Tết khi 1-2 hôm nữa thì hoa nó nở ra thì những cái loa này chỉ đây loa này nhú này thì độ mai nó nở thôi, này thì người kia nó sẽ nở, cứ dần dần là nó nở thì đến mùng 1 ấy là cái đó hoa này, những cái bông ni to này nó sẽ nở hết ạ. Đấy các bạn, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách cắm hoa ly tươi nâu nhé, và mình có thể để trong phòng khách như thế này. Đấy, với phòng khách như thế này với bình hoa ly nhá, nhìn rất đẹp ạ, để cho ngày Tết. Chúc các bạn và gia đình có một năm mới an khang thịnh vượng nhé, sum vầy bên gia đình đầm ấm với những lọ hoa đẹp cho ngày Tết. Đó là cái phong cách rồi của người Việt Nam, và vào trong nhà chúng ta có những nọ hoa đẹp, những cách bài trí nó đẹp đẽ thì cái Tết nó cũng sẽ ấm cúng hơn nhé. Ẩm thực miền quê xin chào các bạn ạ, và hẹn gặp lại các bạn ở trong một năm mới sắp tới nhé. Năm con chuột may mắn ạ.